Cô trò chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ôn tập kiến thức địa lý dành cho học sinh lớp 12. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hai ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nước ta, đó là thương mại và du lịch. Bài 31, vấn đề phát triển thương mại và du lịch. Nội dung bài học của chúng ta bao gồm có 1. Ngành thương mại với hai ngành nội thương và ngoại thương. 2. Ngành du lịch. 1. Tài nguyên du lịch. 2. Tình hình phát triển và các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta. Ta lần lượt đi vào tìm hiểu từng nội dung cụ thể sau. Ngành thứ nhất là ngành thương mại. Như các em đã được học từ năm lớp 10, thương mại là một ngành giữ vai trò quan trọng. Nó là khâu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, có tác dụng điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng. Thương mại có hai ngành, nội thương và ngoại thương. Nội thương là quá trình trao đổi buôn bán hàng hóa dịch vụ diễn ra trong nước, còn ngoại thương là quá trình trao đổi buôn bán hàng hóa dịch vụ với nước ngoài. Ta đi vào ngành thứ nhất của thương mại nước ta, ngành nội thương. Trước tiên, cô mời các em quan sát những hình ảnh sau đây. Nhìn lên những hình ảnh này, ta có thể thấy được đặc điểm nội thương của nước ta khác nhau theo từng giai đoạn. Hình ảnh thứ nhất là một phiên chợ quê ở Quảng Nam mình trong thời kỳ Pháp thuộc. Trong thời kỳ này thì hàng hóa được bày bán rất đơn giản trong những đôi quan gánh, những chiếc thúng hay trong những mái lều tranh. Người dân chủ yếu đi chợ để mua lương thực, thực phẩm. Hình ảnh tiếp theo là thời kỳ bao cấp của nước ta. Trong thời kỳ bao cấp của nước ta thì nội thương hầu như không phát triển, hàng hóa không được phép tự do lưu thông. Hàng hóa được phân phối bằng chế độ tem phiếu dưới sự quản lý điều hành của nhà nước ta. Và hình ảnh trên, đây là cảnh người dân thủ đô Hà Nội xếp hàng để chờ nhận lương thực, các nhu yếu phẩm cần thiết vào mỗi tháng. Đối lập với hai hình ảnh trắng đen đó là một trong những hình ảnh của hoạt động nội thương nước ta ngày nay. Sau khi nước ta bắt đầu vào thời kỳ đổi mới năm 1986, thì cả nước đã hình thành nên thị trường thống nhất, hàng hóa ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân. Hệ thống các chợ hoạt động tấp nập ở khắp mọi nơi trên đất nước, kể cả thành thị và nông thôn. Và ngày nay, chợ không còn là nơi duy nhất để người dân đến đó trao đổi mua bán hàng hóa nữa, mà người dân có thể đi đến các siêu thị, các trung tâm mua sắm, thậm chí có những trung tâm thương mại hàng hóa rất cao cấp. Và hiện nay chúng ta dễ dàng mua hàng hóa bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong mấy năm trở lại đây, ở Việt Nam xuất hiện một hình thức thương mại rất mới nhưng phát triển với tốc độ rất nhanh. Theo các em, đó là hình thức thương mại nào? Chắc hẳn các em ai cũng biết, đó là hình thức mua bán hàng trên mạng online. Việc mua bán hàng trên mạng online hiện nay được rất là nhiều người dân sử dụng và tin dùng bởi những tiện ích mà nó mang lại như tiết kiệm được thời gian, công sức, xăng dầu, v.v. Chúng ta không cần phải ra khỏi nhà nhưng vẫn có hàng hóa ship đến tận nơi. Và người ta gọi đây là chợ của thời kỳ 4.0. Đó là sự phát triển nội thương của nước ta theo thời gian. Còn theo không gian thì nội thương nước ta phân hóa như thế nào? Cô mời các em quan sát bản đồ trong Atlas Địa lý Việt Nam trang 24 với bản đồ thương mại. Nhìn vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 24 với bản đồ thương mại này, với hai tiêu chí tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng các tỉnh tính theo đầu người của nước ta, cùng với các hoạt động xuất nhập khẩu của các tỉnh, các em dễ dàng nhận xét rằng hiện nay vùng có hoạt động nội thương diễn ra mạnh nhất ở nước ta đó là vùng Đông Nam Bộ. Tiếp theo là vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ ba là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì đây là ba vùng có nền kinh tế phát triển năng động nhất nước ta hiện nay, nhu cầu tiêu thụ lớn và sức mua của người dân là lớn nhất. Một thành tựu tiếp theo của nội thương nước ta đó là nội thương nước ta thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Đó là những thành phần kinh tế nào? Chúng ta quan sát biểu đồ sau. Nội thương nước ta thu hút sự tham gia của ba thành phần kinh tế. Các em nhìn trên biểu đồ các em sẽ thấy được điều đó. Thứ nhất, khu vực nhà nước. Thứ hai, khu vực ngoài nhà nước. Và thứ ba là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nhìn vào biểu đồ này, trước tiên nhìn vào bán kính của hình tròn. Có sự tăng lên qua 2 năm, 1995 và 2014. Chúng ta có thể nhận xét được giá trị về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của nước ta qua 2 năm này có sự tăng lên đáng kể. Thứ hai, về cơ cấu. Trong cơ cấu này, hoạt động nội thương chiếm tỷ trọng cao nhất đó là thành phần kinh tế, khu vực ngoài nhà nước. Đứng thứ nhì là khu vực nhà nước và đứng thứ ba là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, tỷ trọng của các thành phần kinh tế này có sự thay đổi.
Mấy em quan sát số liệu trên biểu đồ, mấy em sẽ thấy tỷ trọng của hoạt động nội thương trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước đang có xu hướng tăng lên. Khu vực đầu tư nước ngoài tỷ trọng cũng đang có xu hướng tăng lên. Trong khi đó, thành phần kinh tế nhà nước tỷ trọng đang có xu hướng giảm xuống. Sở dĩ có sự thay đổi tỷ trọng như trên là do chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nhà nước ta. Thứ hai là chính sách mở cửa hội nhập nền kinh tế thế giới của nhà nước ta. Chúng ta đi vào ngành tiếp theo của thương mại nước ta, đó là ngành ngoại thương. Ngoại thương có thể được xem là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng nhất của nước ta hiện nay. Khi nền kinh tế càng phát triển và mở cửa, thì ngoại thương đóng vai trò ngày càng quan trọng, bởi vì nó có tác dụng trong việc giải quyết đầu ra cho các sản phẩm, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất với chất lượng cao và cải thiện đời sống nhân dân. Vậy ngoại thương nước ta phát triển như thế nào từ sau khi thời kỳ đổi mới? Sau đổi mới thì thị trường nước ta được mở rộng theo hướng đa dạng hóa và đa phương hóa. Đa dạng hóa và đa phương hóa ở đây có nghĩa là gì các em? Các em quan sát bản đồ sau. Nếu trước đây thị trường buôn bán ở Việt Nam chủ yếu là các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu, Trung Quốc, Cuba, đây là những thị trường truyền thống của nước ta, thì hiện nay thị trường đó được mở rộng ra khắp các nơi trên thế giới, kể cả các nước xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa, từ châu Á sang châu Âu, qua Bắc Mỹ xuống Mỹ Latin, châu Phi và châu Đại Dương. Các em thân mến, nhờ thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế mà hiện nay Việt Nam đã có một mối quan hệ rất tích cực với các tổ chức tài chính tiền tệ trên thế giới như Ngân hàng Phát triển Á Châu, Quỹ Tiền tệ Thế giới, Ngân hàng Thế giới. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta được đẩy mạnh và nâng lên tầm cao hơn bằng việc tham gia vào các tổ chức kinh tế thương mại khu vực trên thế giới. Cụ thể, năm 1995, nước ta đã gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Đến năm 1996, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của khu vực thương mại tự do ASEAN, APTA. Cũng trong năm 96, nước ta tham gia sáng lập diễn đàn hợp tác Á Âu ASEAN. Năm 1998, Việt Nam được kết nạp vào diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC. Và một bước đột phá về hành động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đó là năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Và đây là một vài hình ảnh về lễ ký kết của Việt Nam ta khi gia nhập WTO. Lễ ký kết này được diễn ra vào năm 2006, nhưng nó chính thức có hiệu lực từ năm 2007. Đây có thể được xem là một sự kiện, một bước ngoặt rất quan trọng trong sự phát triển của ngành ngoại thương nước ta. Nó vừa là cơ hội, đồng thời cũng là một thách thức rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Các em thân mến, kể từ khi Việt Nam ta tham gia vào các tổ chức kinh tế thương mại khu vực trên thế giới, thì vai trò vị trí chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao hơn. Bằng chứng là trong những năm gần đây, Việt Nam được bạn bè quốc tế tin tưởng chọn làm địa điểm để tổ chức những sự kiện lớn trên thế giới. Và hai trong số những sự kiện đó là Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2017. Hội nghị này được tổ chức rất thành công, tốt đẹp và bạn bè thế giới đánh giá ghi nhận cái công tác tổ chức ở Việt Nam ta rất tốt. Thứ hai là Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018. Thành tựu tiếp theo của ngoại thương nước ta đó là hiện nay nước ta có quan hệ buôn bán với phần lớn các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhắc đến hoạt động ngoại thương, chúng ta không thể không nhắc đến một hoạt động có vai trò rất đặc biệt đối với sự phát triển của ngành ngoại thương nước ta, đó là hoạt động xuất nhập khẩu. Hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta trong những năm qua có những chuyển biến rất rõ nét. Chuyển biến như thế nào? Thì các em cùng cô tìm hiểu. Thứ nhất, về giá trị. Các em quan sát biểu đồ cột sau. Biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2005-2017. Nhìn vào biểu đồ này, thứ nhất các em có thể nhận xét được giá trị xuất nhập khẩu của nước ta qua các năm. Thứ hai, nhìn vào số liệu kích thước của các cột, các em có thể nhận xét được cán cân xuất nhập khẩu của nước ta. Trước tiên ta nhận xét về giá trị xuất nhập khẩu. Rõ ràng nhìn vào số liệu trên biểu đồ kích thước của các cột, các em có thể dễ dàng nhận xét rằng giá trị xuất nhập khẩu của nước ta không ngừng tăng qua các năm, tăng liên tục qua các năm. Giá trị
xuất khẩu từ 32,4 tỷ đô la năm 2005 tăng lên đến 251,1 tỷ đô la năm 2017, tăng gấp 7,8 lần. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu từ 36,8 tỷ đô la năm 2005 tăng lên đến 213,2 tỷ đô la năm 2017, tăng gấp 5,8 lần. Giá trị xuất nhập khẩu của nước ta tăng là do nguyên nhân nào các em? Đó là do nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây tăng trưởng rất là mạnh, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, nước ta mở cửa, hội nhập nền kinh tế thế giới, mở rộng và đa dạng hóa thị trường. Thứ hai, nhìn vào biểu đồ này, các em có thể nhận xét được cán cân thương mại của nước ta hay là cán cân xuất nhập khẩu của nước ta. Nhìn vào số liệu độ cao thấp của các cột, rõ ràng các em có thể nhận xét được trong năm mốc năm này, chúng ta có 3 năm là cán cân thương mại âm, đó là năm 2005, 2009 và 2015. Có 2 năm cán cân thương mại dương, đó là năm 2012 và năm 2017. Tiếp tục chúng ta đi vào phần cơ cấu xuất nhập khẩu. Các em hãy quan sát hai biểu đồ miền ở trên bảng. Biểu đồ miền về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của nước ta. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn 1990-2005. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn 2008-2017. Trong giai đoạn đầu này, cô lấy ra từ số liệu trong sách giáo khoa. Nhìn vào biểu đồ, các em hãy nhận xét cho cô về cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn trên. Nhìn vào biểu đồ, ta có thể nhận xét được cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta qua những ý chính sau đây. Thứ nhất, tỷ trọng xuất nhập khẩu của nước ta không ổn định, thay đổi liên tục qua các năm. Hoặc mà em có thể nhận xét là tỷ trọng xuất nhập khẩu của nước ta là tăng giảm không liên tục. Thứ hai, về cơ cấu xuất nhập khẩu, các em quan sát giai đoạn đầu năm 1990-2005. Trong giai đoạn đầu này thì trong này nước ta có 4 mốc năm là nhập siêu. Đó là năm 1990, năm 1995, 99 và 2005. Như vậy cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 90-2005 chủ yếu nghiêng về nhập siêu. Có một năm duy nhất nước ta xuất siêu, đó là năm 1992, lần đầu tiên Việt Nam xuất siêu. Trong biểu đồ ở giai đoạn sau này, 2008-2017, thì cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta tiến dần đến sự cân đối hơn. Ở đây nước ta có hai mốc năm nhập siêu, đó là năm 2008 và 2010. Còn 3 năm còn lại, năm 2012, 2014, 2017, nước ta xuất siêu. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục xuất siêu là do ngành kinh tế trong nước tăng trưởng rất mạnh. Thứ hai là những cái ngành kinh tế xuất khẩu chủ lực của nước ta trong những năm gần đây tăng trưởng rất cao. Tuy nhiên, nhìn chung trong mấy chục năm hoạt động của ngành ngoại thương nước ta thì cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta vẫn chủ yếu nghiêng về nhập siêu. Vì sao nước ta chủ yếu là nhập siêu? Phần nội dung tiếp theo chúng ta sẽ lý giải được điều này. Các em tìm hiểu cơ cấu các mặt hàng xuất nhập khẩu của nước ta. Các em có thể quan sát sơ đồ trên bảng kết hợp với Atlas Địa lý Việt Nam trang 24. Các mặt hàng xuất khẩu của nước ta là công nghiệp nặng và khoáng sản, công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm, thủy sản. Trong khi đó, cơ cấu hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên nhiên vật liệu và hàng tiêu dùng. Ở đây cô muốn nhấn mạnh một điều rằng trong cơ cấu nhập khẩu của nước ta hiện nay, máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên nhiên vật liệu chiếm đến gần 90% tỷ trọng giá trị nhập khẩu của nước ta. Là do nước ta đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, phải nhập khẩu những mặt hàng đó rất nhiều để cho các ngành sản xuất trong nước vận hành phát triển, đáp ứng với mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa. Và đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nước ta chủ yếu nhập siêu. Các em lưu ý, trong khi nước ta xuất khẩu những mặt hàng công nghiệp nặng, và khoáng sản, công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm, thủy sản với giá thành sản phẩm thấp thì chúng ta lại nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng, nguyên nhiên vật liệu với giá thành sản phẩm cao, làm cho giá trị nhập khẩu lớn hơn giá trị xuất khẩu. Và phần cuối cùng của hoạt động xuất nhập khẩu, chúng ta sẽ tìm hiểu về thị trường xuất nhập khẩu chủ yếu của nước ta. Các em quan sát Atlas Địa lý Việt Nam trang 24 với bản đồ ngoại thương. Nhìn vào sự phân bố của các nửa hình tròn màu xanh, màu đỏ và kích thước của các nửa hình tròn này, các em dễ dàng nhận xét rằng thị trường xuất khẩu chủ yếu của nước ta là Hoa Kỳ,
Nhật Bản, Trung Quốc. Thứ hai, thị trường nhập khẩu bao gồm có các thị trường chủ yếu đó là khu vực châu Á, Thái Bình Dương và châu Âu. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của phần thương mại. Sau đây cô có một vài câu hỏi để cho các em củng cố phần này. Câu số 1. Dựa vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 24, hãy cho biết vùng nào sau đây có hoạt động nội thương phát triển mạnh nhất nước ta? A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đông Nam Bộ. C. Đồng bằng sông Cửu Long. Và D. Duyên hải Nam Trung Bộ. Đáp án đúng đó là Đông Nam Bộ, bởi vì đây là vùng có nền kinh tế phát triển năng động nhất nước ta hiện nay. Câu số 2. Dựa vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 24, cho biết hàng hóa nào sau đây không phải là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta? A. Công nghiệp nặng và khoáng sản. B. Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp. C. Máy móc, thiết bị, phụ tùng. Và D. Nông lâm, thủy hải sản. Vậy, đáp án đúng ở đây chính là C. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, bởi vì đây là mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của nước ta. Câu số 3. Nguyên nhân chủ yếu làm cho kim ngạch xuất khẩu của nước ta liên tục tăng là do A. Mở rộng và đa dạng hóa thị trường. B. Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa. C. Nâng cao năng suất lao động. Và D. Cách thức tổ chức sản xuất hợp lý. Và khi nãy trong phần giá trị xuất nhập khẩu tăng lên qua các năm, cô đã giải thích cho các em về nguyên nhân làm cho kim ngạch xuất khẩu nước ta không ngừng tăng qua các năm là do nước ta thực hiện chính sách mở cửa, mở rộng và đa dạng hóa thị trường. Như vậy đáp án đúng ở đây là A. Chúng ta tiếp tục đi vào ngành thứ hai của bài học hôm nay, ngành được xem như là ngành công nghiệp không khói, đó là ngành du lịch. Trước tiên, các em tìm hiểu tài nguyên du lịch. Phần đầu, các em phải nắm được khái niệm tài nguyên du lịch là gì. Tài nguyên du lịch đó là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, các giá trị nhân văn, các công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch. Đây là yếu tố cơ bản để hình thành nên các điểm du lịch, các khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn du lịch. Vậy, tài nguyên du lịch nước ta bao gồm những loại tài nguyên nào? Tài nguyên du lịch của Việt Nam rất phong phú và đa dạng. Có cả tài nguyên về tự nhiên và tài nguyên về nhân văn. Các loại tài nguyên này đã được cụ thể hóa bằng sơ đồ trong sách giáo khoa và Atlas Địa lý Việt Nam. Các em có thể tự tìm hiểu thêm. Sau đây, cô mời các em xem một đoạn clip để thấy rõ hơn sự phong phú đa dạng về tài nguyên du lịch của nước ta. Bạn ơi hãy đến quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những hình ảnh trên video trên, ta có thể thấy rằng đất nước Việt Nam ta rất đẹp, con người Việt Nam rất thuần hậu, văn hóa Việt Nam rất đa dạng về bản sắc. Vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta khai thác những tiềm năng đó như thế nào để những giá trị du lịch ấy không bị mai một với thời gian. Muốn vậy, việc khai thác phải đi đôi với việc giữ gìn và tôn tạo nó. Đồng thời, phát triển du lịch phải gắn liền với vấn đề phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc tích cực quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, thì chúng ta phải không ngừng tạo ra những sản phẩm du lịch mới và phải có chiến lược phát triển lâu dài dành cho ngành du lịch. Và du lịch nước ta phát triển như thế nào kể từ khi ra đời đến nay? Các em cùng quan sát slide tiếp theo. 2. Tình hình phát triển và các trung tâm du lịch chủ yếu của nước ta. Ngành du lịch Việt Nam bắt đầu manh nha từ những năm 60 của thế kỷ 20, nhưng nó thực sự phát triển mạnh từ những năm 90 trở lại đây. Thứ hai, số lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của nước ta không ngừng tăng lên các năm. Nếu năm 1991, nước ta chỉ đón một lượng khách du lịch quốc tế rất ít ỏi, chỉ có 0,3 triệu lượt khách cùng với 1,5 triệu lượt khách nội địa, thì các em quan sát trên biểu đồ kết hợp về số lượng khách và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2010-2018. Trải qua trong vòng 19 năm, chúng ta mới đón được một lượng khách quốc tế ở mốc 5 triệu lượt khách. Với khách nội địa là 28 triệu lượt khách, nhưng mà em quan sát trên biểu đồ này, rõ ràng các em thấy du lịch nước ta tăng trưởng rất mạnh. Chỉ trong vòng 8 năm 2010-2018, nước ta đón một lượng khách quốc tế tăng rất nhanh, từ 5 triệu lượt khách lên đến 15,5 triệu lượt khách quốc tế. Và khách nội địa càng tăng nhanh hơn nữa, từ 28 triệu lượt khách lên đến 80 triệu lượt khách. Doanh thu từ du lịch mang lại cũng tăng không ngừng, 96.000 tỷ đồng năm 2010 lên đến 637.000 tỷ đồng năm 2018, đóng góp vào 8,4% GDP cho đất nước. Như vậy, nguyên nhân vì sao ngành du lịch nước ta trong những năm gần đây tăng trưởng rất mạnh như thế các em? Ở đây chúng ta có thể lý giải một số nguyên nhân sau. Thứ nhất là do chính sách mở cửa hội nhập nền kinh tế thế giới của nhà nước ta. Thứ hai, nước ta rất là giàu tiềm năng để phát triển du lịch như các em đã xem trong đoạn video vừa rồi. Thứ ba, phải kể đến đó là công tác quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch của Việt Nam ra thế giới ngày càng được đẩy mạnh. Và đời sống người dân trong nước ngày càng được cải thiện, nhu cầu nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ cho ngành du lịch ngày càng hoàn thiện và hiện đại hơn. Cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên quản lý ngành du lịch được đào tạo bài bản hơn và có trình độ chuyên môn tốt hơn. Theo thống kê 3-4 năm trở lại đây, ngành du lịch Việt Nam có những bước tăng trưởng rất ngoạn mục, thuộc vào hàng cao nhất trên thế giới. Trung bình, mỗi năm ngành du lịch tăng trên 20%. Cụ thể, năm 2019, số lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta cao kỷ lục từ trước đến nay, trên 18 triệu lượt khách. Và mục tiêu đề ra của ngành du lịch nước ta năm 2020 là đón 20,5 triệu lượt khách. Thế nhưng, dịch bệnh Covid-19 đang thực sự là một cú sốc rất lớn cho ngành du lịch Việt Nam cũng như du lịch thế giới ngay từ những ngày đầu của năm 2020. Dịch bệnh không chỉ tác động riêng đến ngành du lịch mà còn có tác động đến tất cả các ngành kinh tế của nước ta và thế giới. Dịch bệnh không chỉ gây thất thu cho ngành du lịch mà nó còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của những người lao động đang làm việc trong ngành du lịch nước ta hiện nay. Hy vọng rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi và dập tắt để kinh tế Việt Nam cũng như kinh tế thế giới, du lịch Việt Nam cũng như du lịch thế giới được phục hồi và phát triển như trước đây. Tiếp theo chúng ta đi vào tìm hiểu sự phân bố các trung tâm du lịch chủ yếu của Việt Nam. Cả nước ta được chia thành 3 vùng du lịch. Vùng du lịch Bắc Bộ, vùng du lịch Bắc Trung Bộ và vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ với các trung tâm du lịch chủ yếu sau đây. Các em quan sát Atlas Địa lý Việt Nam trang 25. Thứ nhất, chúng ta xác định các trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia là những cái hình tròn có bán kính lớn nhất. Trung tâm du lịch lớn nhất ở phía Bắc đó là thủ đô Hà Nội. Tiếp theo, ở miền Trung có hai trung tâm du lịch lớn nhất là Huế và Đà Nẵng. Miền Nam có trung tâm du lịch lớn nhất đó là thành phố Hồ Chí Minh. Các trung tâm du lịch có ý nghĩa vùng bao gồm có Hạ Long, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu và Cần Thơ. Trên đây là tình hình phát triển và phân bố các trung tâm du lịch chủ yếu của Việt Nam. Như vậy còn du lịch Quảng Nam ta phát triển như thế nào?
Phần cuối của nội dung bài học hôm nay, cô sẽ dành một ít thời gian để giới thiệu đôi nét về du lịch Quảng Nam. Chắc hẳn khi nhắc đến du lịch Quảng Nam, thì người dân Quảng Nam nào cũng rất là tự hào khi chúng ta có tới hai di sản văn hóa thế giới. Đó là phố cổ Hội An thuộc thành phố Hội An và di tích thánh địa Mỹ Sơn thuộc huyện Duy Xuyên. Kể từ khi hai di sản này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999, thì du khách quốc tế cũng như nội địa biết đến Quảng Nam ta nhiều hơn. Doanh thu từ du lịch cũng như số lượng khách du lịch đến với Quảng Nam ngày càng tăng qua các năm. Tính đến năm 2018, số lượt khách du lịch đến với Quảng Nam 6,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 3,8 triệu lượt, khách nội địa 2,7 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch mang lại 4.700 tỷ đồng, đóng góp vào 6,9% GDP của toàn tỉnh. Ngoài sở hữu hai di sản văn hóa thế giới trên, thì Quảng Nam ta còn có rất là nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn nữa. Đó là những địa điểm nào? Các em hãy cùng cô quan sát những hình ảnh sau đây. Trước tiên, phải kể đến đó là một hòn đảo rất là xinh đẹp thuộc địa phận của thành phố Hội An. Đó là đảo Cù Lao Chàm. Cù Lao Chàm được thế giới công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2009. Đến với Cù Lao Chàm, các em sẽ có rất là nhiều hoạt động trải nghiệm ở đây. Mà theo cô nghĩ, hoạt động trải nghiệm thú vị nhất đó là chúng ta lặn biển và ngắm nhìn những rặng san hô rất là tuyệt đẹp. Ngoài Cù Lao Chàm ra thì Quảng Nam còn có rất là nhiều bãi biển rất là đẹp, như bãi biển An Bàng ở Hội An, bãi biển Hà My ở xã Điện Dương, huyện Điện Bàn. Hai bãi biển này được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới hiện nay. Với những ai muốn tìm về với vẻ đẹp hoang sơ và không có ồn ào tấp nập thì chúng ta hãy tìm đến với biển rạng ở Tam Quan, Núi Thành. Núi Thành còn có một địa điểm du lịch rất là kỳ thú nữa. Đây được xem như là Lý Sơn của Quảng Nam mình, gần đá Bàn Thang ở xã Tam Hải. Ai muốn tìm về với núi rừng với suối nguồn thì hãy đến với thác Gờ Răng ở Nam Giang hay Khe Lim ở Đại Lộc. Và Quảng Nam ta có một địa danh từ lâu đã đi vào câu hát ru của người dân Quảng Nam, một địa danh thuộc huyện Nông Sơn. Nếu bạn nào muốn ngắm nhìn sông nước núi non hùng vĩ nơi đây thì hãy đến với địa điểm này, hòn Kẽm Đá Dừng. Hình ảnh bên cạnh được ví như là Sapa của miền Trung mình, đầu chè Đông Giang. Lên đây chúng ta sẽ thấy được cái không khí rất là trong lành, mát mẻ và dễ chịu. Và chúng ta sẽ được mãn nhãn với màu xanh mướt của những đầu chè. Tiếp theo, về với tỉnh Lệ Tam Kỳ, ta có hai địa điểm du lịch. Đó là Tượng Đài Mẹ Thứ, Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng lớn nhất nước ta. Đây là công trình có ý nghĩa về lịch sử rất lớn của cả nước cũng như của tỉnh Quảng Nam. Và làng Bích Họa Tam Thanh. Những bạn nào muốn khám phá đặc điểm độc đáo của các làng nghề thì hãy đi đến với làng lụa Duy Trinh ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, làng trống Lâm Yên ở Đại Minh, Đại Lộc, làng chiếu Bàn Thạch ở Duy Vinh, Duy Xuyên, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng thuộc Hội An và làng đúc đồng Phước Kiều thuộc huyện Điện Bàn. Quảng Nam ta còn rất là nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn nữa, nhưng vì thời gian không cho phép, cô xin tạm ngừng giới thiệu về hình ảnh du lịch Quảng Nam tại đây. Cô nghĩ rằng ngoài việc quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch Quảng Nam ra bạn bè trong nước và thế giới, thì chúng ta cũng nên trải nghiệm một lần đi đến những nơi chúng ta chưa từng đến ở Quảng Nam. Nhưng với điều kiện là phải để cho dịch bệnh qua đi, các em tốt nghiệp ra trường, có việc làm, có điều kiện và thời gian, lúc đó thì chúng ta hãy xách ba lô lên và đi nhé. Hình ảnh về du lịch Quảng Nam đã khép lại nội dung của ngành du lịch. Sau đây, cô sẽ có một vài câu hỏi củng cố cho phần này. Câu số 1. Tài nguyên du lịch nào sau đây của nước ta được xếp vào nhóm tài nguyên du lịch tự nhiên? A. Di tích lịch sử. B. Làng nghề truyền thống. C. Các vườn quốc gia. D. Văn nghệ dân gian. Đáp án đúng ở đây là C. Các vườn quốc gia. Bởi vậy A, B, D đều là các tài nguyên về nhân văn. Câu số 2. Số lượt khách du lịch nội địa nước ta tăng mạnh trong những năm gần đây là do A. Lượng khách quốc tế đến nước ta giảm. B. Đời sống người dân ngày càng nâng cao. C. Giá cả dịch vụ du lịch ngày càng rẻ. Và D. Chính sách mở cửa hội nhập của nhà nước ta. Đáp án đúng là B. Đời sống người dân ngày càng nâng cao. Trong những năm gần đây, do đời sống người dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng lên, cho nên nhu cầu nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi du lịch tăng lên rất nhanh. Câu số 3. Để tăng lượt khách quốc tế đến với Việt Nam ngày càng nhiều, thì giải pháp chủ yếu là A. Không ngừng tạo ra các sản phẩm du lịch mới. B. Đẩy mạnh công tác đào tạo cho đội ngũ du lịch. C. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho ngành du lịch. Và D. Tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Trong những năm gần đây, nhờ công tác quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam ra thế giới được đẩy mạnh, cho nên khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam ta rất nhiều. Do vậy, đáp án đúng ở đây là
D. Tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Những câu hỏi trên đây đã khép lại nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta. Cô cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Cô chúc các em luôn mạnh khỏe, học tốt và xin chào, hẹn gặp lại.